Con xin quy y Phật. Con xin quy y Pháp. Con xin quy y Tăng. Con xin quy y Phật. Con xin quy y Pháp. Con xin quy y Tăng. Con xin quy y Phật. Con xin quy y Pháp. Con xin quy y Tăng. Phát Bồ Đề Tâm. Con xin quy y Phật Pháp Tăng cho đến khi đạt được giác ngộ, với công đức có được nhờ nghe Pháp, nguyện đắc Phật quả để đời lạc chúng sinh. Con xin quy y Phật Pháp Tăng cho đến khi đạt được giác ngộ, với công đức có được nhờ nghe Pháp, nguyện đắc Phật quả để đời lạc chúng sinh. Con xin quy y Phật Pháp Tăng cho đến khi đạt được giác ngộ, với công đức có được nhờ nghe Pháp, nguyện đắc Phật quả để đời lạc chúng sinh. Thành Phật Bồ Tát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kính lễ chư Phật Bồ Tát, tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ở tại núi Linh Thiếu, thành tướng xá cùng người chúng đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát đồng câu hội. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhập chánh niệm thật thâm quang minh nguyên thiết chánh pháp. Cũng ngay khi ấy, thành quảng tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát hành thập thâm bát nhã ba la mật đa, quảng thấy năm quần tự tại cũng đều là không. Nương nơi oai thần Phật, tôn giả xả lời Phật thưa hỏi thành quảng tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: đều có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập thâm bát nhã ba la mật đa thì nên không hỏng như thế nào? Thành quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời tôn giả xả lời Phật rằng: xả lời Phật, đều có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập thâm bát nhã ba la mật đa nên hoàn sát chân thành hành tưởng tự tại năm quần cũng đều là không. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tương tự có tưởng hành tượng vân vân đều là không. Xả lời Phật, tất cả pháp là không, không được, không sanh, không diệt, không nhớ, không sạch, không thêm, không bớt. Xả lời Phật, cho nên trong không không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không nhĩ, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có nhãn giới, không thị giới, cho đến cũng không có ý thức giới, không có vô minh, không có hết vô minh, không có giả chết, cho đến cũng không có hết giả chết, tư tử, không khổ, tập, diệt, đạo, không chỉ, không đắc, cũng không có không sở đắc. Xá lợi Phật, vì không sở đắc nên chư Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật đa tâm không năng lại, không sợ hãi, xa lìa hàng thiên đạo mộng tưởng, đạt đến hiểu cảnh niết bàn. Chư Phật trong ba đời đều hướng theo bát nhã ba la mật đa mà được đạt quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chủ, là thần chủ thượng sáng, thần chủ tối thượng, thần chủ bất động được mà động được, thần chủ đạt trừ hết thầy khổ não, chân thật không hư dối. Hãy biết nói chú bát nhã ba la mật đa rằng: Ayata gade gade paragade parasangade bodhisattva. Xả lời Phật, vì Bồ Tát Ma Ha Tát nên học thập thâm bát nhã ba la mật đa như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn xuất định hàng thảm thành quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: lành hay, lành hay, lành thiện nam tử, đúng thật như thế, thiện nam tử, đúng thật như thế, các ông nên hành sâu bát nhã ba la mật đa như lời ông viết, khiến chư Phật cũng đều hỷ. Thế Tôn dạy thầy xong,
Ông giả xá lợi Phất và thành quả tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát cùng tất cả chúng hội thiên nhân phi nhân càn hạ bà vân vân thành đều hoan hỷ vì họ phụ hành. Chào các thỉnh đại chúng, chúng ta quỳ lên. Kính thỉnh Tam Bảo, kính thỉnh Tam Bảo cùng với đạo sư, cùng với đạo sư, hôm nay chúng con duyên lành hồi tụ, duyên lành hồi tụ, vẫn tập về đây, vẫn tập về đây, pháp vân cổ tự, pháp vân cổ tự, kính xin đạo sư, kính xin đạo sư, đại từ đại bi, đại từ đại bi, ban pháp quảng đại, ban pháp quảng đại, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Mô Chứng Minh, Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thì đó, khi mà chúng ta nói về pháp tu tịnh độ để chúng ta có thể tăng sinh vào về cõi Phật A Di Đà, thì điểm quan trọng và nhất mà chúng ta cần phải có đó là tính tâm.
Và do đó quan trọng là chúng ta cần phải có đến tâm, đến tâm chúng ta càng mạnh như thế nào thì cái điều mà chúng ta muốn là bản sinh rời khỏi trình độ Đức Phật A Di Đà thì điều đó càng dễ để thực hiện. Nếu mà chúng ta không có đủ tính tâm như vậy thì sẽ rất khó. Bởi vì chúng ta nói về việc cảm xúc về khỏi trình độ của Đức Phật A Di Đà thì điều đó chúng ta không thể nào mà có thể thấy được bằng mắt thường của mình. Do đó, cái đó điều đó đối với chúng ta bây giờ vẫn còn là bí ẩn. So when you have to think something like that, you cannot be seen, you cannot be touched. So that only leads to the possibility to go through the faith. Do đó để có thể thực hiện được những gì mà mình không nhìn thấy được, không sờ chạm được, thì chỉ có thể nằm bên niềm tin của mình thôi. So that's why the faith. So on the first key point, when you have the moment, the first key or the last key or the first key point, you need to be the faith. Do đó điểm quan trọng đầu tiên mà tôi muốn các bạn ở đây là để được bản sinh về gọi tình độ của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cần phải có niềm tin. Nếu mà chúng ta có niềm tin đủ mạnh thì việc bản sinh đó chắc chắn là có thể thực hiện được. Okay. So maybe what I do is the first thing that I do is the initiation, then later then we will talk about how to form the first field of baptism. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành buổi lễ quá cảnh trước và dần dần trong lúc đó và cả sau buổi thì tôi sẽ nói thêm về những gì chúng ta cần phải thực hành để có thể bản sinh về mọi trình độ của Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta nhận buổi lễ quá cảnh này thì chúng ta phải hiểu quá cảnh là gì. So initiation, actually the initiation means that it's something you are giving the blessing or the introducing. Buổi lễ quán đảnh có nghĩa là sẽ truyền cho, sẽ truyền cái phước gia trì từ Đức Phật A Di Đà đến với mỗi người chúng ta và đồng thời cũng giới thiệu chúng ta đến với Đức Phật A Di Đà. Yeah. So Amitabha Buddha, generally Amitabha Buddha is something that the Buddha. So Amitabha Buddha made a pure land as a grand practice for the American and famous by many centuries. Giờ pháp tu tịnh độ mà bản sinh về cõi Phật A Di Đà đã là biện pháp tu thịnh hành và có mặt cả mấy thế kỷ nay. Từ mấy thế kỷ nay thì pháp tu này đã trở thành pháp tu rất là nổi tiếng, rất là phổ thông. So the practice is a Và đây là một pháp tu phổ biến. But common practice is the main thing is that Amitabha Buddha's practice main thing is it should become from your faith and trust. Tuy là pháp tu này phổ biến rất nhiều người tu tập cái pháp môn này nhưng mà mình cũng cần phải hiểu rõ cái điểm chính yếu để mình có thể thành tựu được pháp môn này đó chính là tính tâm của mình. But the same faith is a very strange thing. Nhưng mà nói về tính tâm thì đôi lúc tính tâm cũng có điều gì lạ. Is that something cannot be you can be generated. Bởi vì tính tâm của mình có thể mình phát sinh được tính tâm theo hai cách. Thứ nhất là thông qua sự quán sát phân tích. Cách thứ hai đó là không có quan sát cũng không có phân tích, biết như vậy và tin như vậy thôi. Ngoài hai cách này thì không còn cách thứ ba để mà có thể có tính tâm. But many people feel because neither they can try to generate a faith without analysis or they cannot generate a faith through the analysis. Nhưng mà rất là nhiều người không thể nào mà sinh khởi được cái tính tâm đó bởi vì họ không thể nào có đủ cái sự phân tích để mà có tính tâm và họ cũng không thể nào tin tưởng các mù quáng mà không có sự phân tích cả hai cách đều không làm được. So because when you do the analysis, you have to need a barrier. When your intelligence could not support the analysis, cannot provide. Bởi vì nếu mà muốn phân tích thật sự kỹ càng để có thể phát sinh được cái tính tâm mạnh liệt,
thì mình cũng cần phải có đủ lý trí, mình cũng cần phải có đủ sức thông minh để mình có thể thực hiện được sự phân tích đó. Đối với một số người thì không đủ lý trí và cũng không đủ sức thông minh thì sẽ không thể nào được cái tiến trình phân tích này, cho nên sẽ không có thể nào phát đủ chúng ta. Lấy ví dụ để mà có thể không hiểu được đạo Phật, để mà không hiểu được triết lý trong đạo Phật và phân tích để là có được tính năng mãnh liệt vào đó, thì chúng ta cần phải có đủ trí tuệ, đủ sự thông minh để chúng ta có thể phân tích. Đặc biệt đối với triết lý trong đạo Phật không phải là một điều đơn giản, có thể mình sử dụng chỉ sử dụng một cái cách phân tích đơn giản là có thể hiểu được, không thể nào làm được chuyện đó. Okay. So what could we do is that, okay, so maybe first we will start with our start with the initiation. So while we first started the initiation, what you have to do is you have to try to create faith to work on the Tantra. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành điều mà lệ phát cảnh này, và điều đầu tiên mà chúng ta cần phải có trong buổi phát cảnh này đó là mình hãy giữ một cái tính tâm thật sự mãnh liệt đối với Đức Phật hay gì đó. Then you have to generate the Bodhi Chitta. Sau đó thì mình cần phải phát tâm Bồ Đề. Nói đến việc phát tâm Bồ Đề có nghĩa là chúng ta hãy nghĩ rằng hôm nay con đến đây nhận con cảnh này là bởi vì con muốn cứu độ hết tất cả chúng sinh, làm lợi lạc tất cả chúng sinh, giúp tất cả mọi chúng sinh thoát ra khỏi tất cả khổ đau của luân hồi. Đức Phật A Di Đà mình không có thể thấy được bằng mắt thường của mình. Nhưng mà khi mình không thể thấy được bằng mắt thường, có nghĩa là không có Đức Phật A Di Đà. Những gì mình không thấy được có nghĩa là nó không có. So that's why the ways of the Buddha mainly is that's on the off. Thì do đó nếu hỏi Đức Phật A Di Đà ở đâu thì để trả lời hoàn toàn dựa vào niềm tin của mình. When you have the faith and the trust. Khi mà chúng ta có niềm tin và sự tin tưởng thì chắc chắn Đức Phật A Di Đà sẽ có hiện diện đối với chúng ta. Và đối với những ai có đầy đủ tính tâm thì Đức Phật sẽ hiện diện đối với người đó. So that's why the other thing is a faith and the trust is a very very strong point. Và điểm thứ hai đó là cái tính tâm này, cái niềm tin của cái tính tâm đó là một cái điểm chìa khóa rất là quan trọng. Tất cả mọi pháp thực hành trong đạo Phật đều bắt nguồn từ tính tâm. Đầu tiên để mà tu tập theo đạo Phật đó, mình cần phải có tính tâm đối với Tam Bảo, đúng, phải có tính tâm đối với Phật Pháp Tăng. Khi đó mình mới có thể bắt đầu pháp thực hành trong đạo Phật.
Then you have to start with bodhicitta. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu thực hành pháp bồ đề. When you don't practice the thing with the three jewels, that is another dharma. When you not practice that anything without the bodhicitta, that is another chupacabana. Nếu chúng ta thực hành một pháp môn nào đó mà lại không có tính tâm đối với Tam Bảo, không có tính tâm đối với Phật Pháp Tăng, thì pháp thực hành của mình không phải là pháp. Nếu chúng ta thực hành Phật Pháp mà chúng ta không thực hành Tam Bồ Đề, thì pháp thực hành đó không phải là pháp thực hành của Đại Thừa. So this is a very important specially for initiation, generating of the bodhicitta learning. Do đó thì quan trọng trong buổi khi mở hành hôm nay là chúng ta cần phải có tính tâm đối với Tam Bảo, đối với Phật A Di Đà. Và thứ hai nữa, chúng ta phải thực hành Tam Bồ Đề. Ở đây là chúng ta cần phải phát Tam Bồ Đề. So now here we are doing something with a very like you want to receive initiation. So initiation means to become the initiation, you want to practice the bodhicitta and the faith. Và do đó chúng ta đến đây là để nhận quán cảnh Đức Phật A Di Đà. Điều kiện cần để có để nhận được quán cảnh Đức Phật A Di Đà, mình phải có tính tâm và Tam Bảo và Đức Phật A Di Đà. Thứ hai nữa là mình cần phải thực hành Tam Bồ Đề. Và không chỉ nói là buổi có bạn hôm nay mà tất cả các pháp hành trong đạo Phật mà chúng ta thực hành, mình cần phải bắt nguồn từ tính tâm đối với Tam Bảo và cái Tam Bồ Đề của mình, cần phải thực hành Tam Bồ Đề. Generally, the meditation, like the general meditation, Christianity has the meditation, Muslim has the meditation, Hinduism has the meditation, all that. Và nếu mà chúng ta nói riêng về kỹ thuật thực hành đó, ví dụ như là thiền, thì đạo Hồi Giáo cũng có thiền, đạo Hồi cũng có thiền, đạo Hindu ở Ấn Độ cũng có thiền. We are living in South India, there is one Hindu meditation, very famous. Vùng có ở miền Nam của Ấn Độ, ở đó có một trung tâm thiền của đạo Ấn Độ, đạo Hindu. Bởi vì Ấn Độ hiện tại là một nước đạo, một quốc gia có tôn giáo là Hindu là tỷ lệ cao nhất. Cho nên cái trung tâm thiền đó là một trung tâm thiền nổi tiếng và hàng trăm triệu người đang theo học ở trung tâm thiền này. Và trung tâm thiền này có những chương trình rất nổi tiếng. Khi chúng ta nói đến kỹ thuật thiền thì không phải chỉ có đạo Phật mới có kỹ thuật thiền. Các tôn giáo khác, ví dụ như đạo Thiên Chúa, đạo Hồi hoặc đạo Hindu đều có những kỹ thuật thiền. How you can make the Buddhist practice only through the Cho nên khi mà mình thiền đó, làm sao mình biết mình có thể làm cho cái chuyển hóa cái thiền, cái phương pháp thiền của mình trở thành một phương pháp thực hành trong đạo Phật, bằng cách là trong lúc mình thiền như vậy, mình có tính tâm đối với Tam Bảo và Pháp Tăng, mình phát Tam Bồ Đề, mình thực hành Tam Bồ Đề, thì đó chính là cái điểm mấu chốt để mình có thể chuyển hóa cái phương pháp thực hành của mình thành cung cấp thực hành Tam Bảo. Atisha came to Japan and he saved the one. Tổ Atisha đã đến Tây Tạng và đã nói một điều thế này. He said that only he and the one scholar knows the differentiate between the Buddhist and the non-Buddhist. Tổ Atisha nói rằng chỉ có tôi và một học giả khác mới có thể phân biệt được đâu là Phật tử, đâu không phải là Phật tử. So that's why the ever practice when you come to the Buddhist practice, you need refuge for the three jewels. And nếu mà chúng ta muốn thực hành một pháp đại thừa thì chúng ta bước vào cửa ngõ đầu tiên đó là quy y Tam Bảo, quy y là nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Sau đó chúng ta cần một điểm mấu chốt nữa đó là phát Tam Bồ Đề, và mình cần phải thực hành Tam Bồ Đề. Thì khi có đầy đủ hai điều kiện này, khi đó pháp thực hành hiện tại của mình thì mới đúng là pháp thực hành của đại thừa. So otherwise, without the three refuge to the three jewels and the bodhicitta, whatever you practice, it's not a Buddhist practice at all. Nếu mà chúng ta thực hành một pháp môn mà chúng ta lại thiếu mất đi sự quy y đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng, thì cái pháp môn mà chúng ta thực hành đó nó không phải là pháp môn thực hành trong đạo Phật. Yeah. Even sometimes I used to go to Christian church. Đôi lúc thì tôi cũng có đến những nhà thờ của đạo Thiên Chúa.
the Bodhicitta and the refuge, then it will become rich. When I do exactly as I do, then it will become rich. Nhưng mà tôi ở trong nhà thờ phát hiện vui lễ của họ, nếu như trong tâm tôi có tính tâm đối với Tam Bảo, tôi phát sinh cái tâm quy y, cái tâm nương tựa vào Bát Tâm, và tôi cũng thực hành tâm Bồ Đề trong lúc đó, thì những gì mà tôi tham dự khi đó cũng là một pháp thực hành của đạo Phật. Còn nếu như tôi làm giống như họ, cái tâm tôi suy nghĩ giống như họ, thì khi đó nó lại là pháp thực hành của đạo Thiên Chúa. Okay, now you think of us in the refuge, okay? Thì do đó để có thể nhận buổi có cả nhân hôm nay thì hai điểm mấu chốt đầu tiên, chúng ta hãy giữ tính tâm thật là mạnh liệt đối với Tam Bảo và phát tâm, và sau đó chúng ta hãy nghĩ là mình phát tâm Bồ Đề bằng cách mình nghĩ rằng nhận buổi có cả nhân hôm nay là để mang lợi lạc đến tất cả mọi chúng sinh, với cái ước nguyện là mình sẽ giải thoát tất cả mọi chúng sinh ra khỏi tất cả mọi khổ đau của luân hồi. Okay, let's follow the order. Okay. Sau khi chúng ta phát tâm mạnh liệt như vậy rồi thì quý vị đọc lại cho tôi một câu cầu nguyện đối với Phật A Di Đà. Dạ, tôi xin lỗi chưa tới phần tổng theo, và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tiêu trừ chướng ngại cho cái môi trường xung quanh mình trước để chúng ta chuẩn bị cho buổi buổi mãn cảnh. Thì trong cái lúc mà tôi đọc kinh để tiêu trừ chướng ngại, quý vị hãy nghĩ rằng tất cả mọi chướng ngại của mình và của người thân vân vân, tất cả mọi chúng sinh đều sẽ được tiêu tan. Thank you.
Rồi quý vị chúng ta đọc lại theo một câu tịnh cầu. Lời tịnh cầu này với nghĩa là tịnh cầu rất là an gà mà nó làm cho chúng ta. Yes, yes. Yes. Sometimes when you read all of the things for the self, thinking of self,
sống mà chúng ta nghĩ đến những hạnh phúc là làm cho cá nhân bản thân mình. Khi mình càng nghĩ về chuyện cá nhân của mình thì mình sẽ khiến cho cuộc sống mình trở nên khó khăn hơn. Do đó mình phải nghĩ đến cả những lợi ích cho người khác. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến Đức Phật A Di Đà ở phía không gian trước mặt mình. Và chúng ta hãy nghĩ rằng có Đức Phật A Di Đà giống như trên bức ảnh ở trên này, đang ngồi hiện diện thật sự trước không gian trước mặt mình. Có một câu nói như thế này. So that is often the Buddha's blessing. It's a usual song. Cái câu nói này thực sự là một câu hỏi. Người ta hỏi rằng sự giá trị của Đức Phật A Di Đà như thế nào? Tức là sự giá trị lớn hay là nhỏ? So it's your faith. If your faith is a very strong, a blessing will be more. If your faith is a less, blessing will be less. Nếu tính tâm chúng ta đủ mạnh thì lượng gia trì sẽ mạnh. Nếu tính tâm chúng ta nhỏ thì lượng gia trì sẽ nhỏ. Và bây giờ mình nghĩ rằng là phía trước mặt mình, không gian trước mặt mình thì có Đức Phật A Di Đà thật sự tựa ở đó. Và từ nơi tim của Đức Phật A Di Đà thì có rất là nhiều hàng trăm hàng ngàn Đức Phật A Di Đà nhỏ nhỏ, kích thước nhỏ như những hạt mưa, thì hàng trăm hàng ngàn Đức Phật A Di Đà nhỏ nhỏ đó sẽ bay về và thấm vào trong người chúng ta giống như là mưa thấm vào trong người mình nghĩ như vậy. Mình nghĩ là ở nơi Đức Phật A Di Đà to lớn ở phía trước mình thì nên tin của ngài, nghĩa là nên tin của Đức Phật A Di Đà to lớn đó sẽ có những Đức Phật A Di Đà nhỏ nhỏ như những hạt mưa sẽ phóng về phía mình và tan hoàn toàn của mình như là mình đứng dưới cơn mưa. Cái Đức Phật A Di Đà nhỏ nhỏ đó sẽ giống như những hạt mưa và sẽ thấm vào trong người của mình. Dạ, và mình nghĩ như vậy. Tôi sẽ đọc bản tin để trường bán ảnh và quý vị tiếp tục thiền và nghĩ liên tục như thế. Thank you.
Thank you.
Thì chúng ta vừa thiền mà nghĩ như vậy là để thanh tịnh khẩu niệm của mình. Và bây giờ chúng ta hãy đọc theo để nhận được phổ truyền của cô thần chú. Amin. Amin. Tapa. Tapa. Hey. Sri. Soha. Soha. Và cái ánh sáng màu xanh này khi mà chiếu ra khỏi thân của Đức Phật A Di Đà thì giống như là một cái trận tuyết tuyết rơi vậy. Thì ánh sáng màu xanh nó ở dạng giống như là tuyết rơi sẽ rơi và sẽ tràn vào trong cơ thể của mình. Okay. Now, okay. Now you look at the usual thing like that, and I will say. Yeah. 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 Và bây giờ mình lại tiếp tục nghĩ là cái không gian trước mặt mình có Đức Phật A Di Đà và đường miền của Đức Phật A Di Đà sẽ có những cái chủng tử si được phóng ra. Và cái chủng tử si đó ban đầu nó nằm ngay nơi trung tâm của Đức Phật A Di Đà, nó nằm ngay tim của Đức Phật A Di Đà. Chủng tử si đó sẽ chạy lên miền của Đức Phật A Di Đà và phóng ra. Khi vừa phóng ra thì sẽ chạy vào trong miệng của mình. Và sau khi mà phóng ra rồi chạy vào trong miệng của mình, rồi chủng tử si đó sẽ chạy thẳng xuống cổ họng và thẳng xuống tim, là nơi trung tâm cơ thể của mình. Và sau khi chạy xuống đến tim thì sẽ tan vào trong tim, là cái lông xa ngay chỗ trung tâm cơ thể của mình. So you just feel like that. Mình nghĩ như vậy, mình quá tưởng nghĩ như vậy.
chúng ta tìm và chúng ta suy nghĩ bắt tưởng như vậy và đọc theo chú Oh,
here we finish the initiation. Now the leaders will now explain about the ways of how you can practice the pure life. Để quý vị để chúng ta làm cái không mà còn là cuối cùng thì tôi sẽ thêm về công tác tâm linh của các thầy cô như nào. Và chúng ta thực hành pháp môn tịnh độ. Most important thing is to practice the pure mind practice as a tool. You look for the free tool. Thì điều quan trọng là như là tôi có nói cái này cũng là tính tâm của chúng ta đối với đức Phật như vậy. Then also you need a very strong intention to bond in the yoga. Và thứ hai là chúng ta cần phải có một cái dự định là mình cảm thấy cái động cơ của mình cảm thấy là mình sẽ phải được một sự cầu của tâm như vậy. Most the intention is also very important. Cái ý định của mình rất quan trọng. Without the intention, it's more difficult to bond in the yoga. À, nếu mà không có cái ý định cảm sinh còn cõi phần thì là không có cái ý muốn đó thì rất khó để chúng ta có thể được thành công pháp môn này. Để chúng ta cần phải có cái ý muốn thật thì là mình đã sinh còn cõi trình độ của phần thi đạt. Và thứ hai mình cũng cần phải có cái ý định mãnh liệt rằng mình đã làm pháp môn này để tiêu trừ cái nghiệp của mình, định tất cả mọi cái nghiệp của mình. So eliminating the negative karma, the main important point of the sutra, eliminating the negative karma, is the main important point, is the fact that practicing the Bodhi Dharma. Để thực hành tác Bồ Đề cũng nghĩa là mình phải thực hành và mình luôn nghĩ đến lời lạc của tất cả mọi chúng sinh. Thinking that liberating the order of the sentient beings from the suffering. Mình nghĩ là mình sẽ làm lời này cho tất cả mọi chúng sinh và giúp tất cả mọi chúng sinh vượt ra khỏi hết tất cả mọi đau khổ của linh hồn. What you have to think is a thing that very strongly to liberate the order of the sentient beings from suffering and to bring the order of the sentient beings to the Buddha. Và mình nghĩ rằng là mạnh mẽ rằng mình sẽ giúp tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi tất cả khổ đau của linh hồn. Mà còn hơn thế nữa là mình phải làm những bước chân để đạt được thành quả. Và đó là điểm quan trọng thứ hai. Và điểm thứ ba đó là chúng ta phải có thể hiện những điều mà là con chú của Phật Thanh Di Đà. May receive the blessings of the Buddha. Khi mà chúng ta nghe nhắc nhở của Phật A Di Đà là đọc câu chú của Phật A Di Đà, chúng ta nghĩ rằng mình được sự giá trị của Đức Phật A Di Đà. Mà không chỉ có riêng mình được giá trị của Đức Phật A Di Đà, mà toàn thể tất cả chúng sinh cũng nhận được giá trị của Phật A Di Đà. Và đó là điểm quan trọng. Và thông thường thì chúng ta đọc tụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc là đọc tụng thần chú Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ nghĩ rằng mình nhận được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà không phải chỉ riêng mình nhận được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mình cũng cần nên nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh cũng đều sẽ nhận được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà giống như mình. Và đó là điểm quan trọng, bởi vì đây chính là điểm chúng ta cần phải tu bổ này. Dạ, còn tiếp nữa thì ban tổ chức sẽ gửi đến tất cả mọi người một cái sợi dây giá trị. When you wear this thread, just remember the one thing to practice the Bodhicitta. Và khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta đeo sợi dây giá trị này thì mình hãy nhớ rằng mình cần phải thực hành tâm Bồ Đề. Là thực hành tâm Bồ Đề có nghĩa là mình phải luôn nghĩ rằng mình cần phải là đời này chúng sinh và làm sao để cho tất cả mọi chúng sinh hết đau khổ, không còn phải chịu những đau khổ của luân hồi. Dạ, và mình cần phải giúp đỡ cho những người nghèo có sức mạnh hoặc là những người khổ đau của mình hoặc là những người bệnh tâm. Và
tận hết dùng hết sức của mình để giúp cho những chúng sinh đau khổ. Cái đó là điều quan trọng. Sau khi chúng ta nhận quán cảnh thì mình phải được thành Nam Mô Đề, các thành cố hết sức mình để giúp đỡ những chúng sinh đau khổ của mình, những cái nghèo khó của mình và những bệnh tật, và mình giúp bằng hết sức lực mình những viên có thể. Okay, thank you very much. Cảm ơn tất cả quý vị.